Ok, tiếp tục test món cùng Nhi nha. Ngày hôm nay test tiếp cái món gọi là nước dừa tươi với kem sô cô. Lần trước mình có món nước dừa matcha rồi, bây giờ mình tiếp tục với món nước dừa sô cô. Rồi, để coi hôm nay thấy đưa Rồi, nhiều em quá mời trời chị. nè. Phiên bản đầu tiên nè. Phiên bản này không ngon. Phiên bản này thiếu ngọt, thiếu vị sô cô la. Chưa được. Cái này cần phải tăng vị sô cô lên, tăng ngọt lên. Dạ Rồi. rồi, để em làm lại ly khác chị thử nha. Rồi, em gửi. Đắng quá. Đắng quá, tăng nhiều quá. Chưa được. Còn ly nào nữa? Rồi, ly cuối cùng. Em gửi. Ly này có vẻ ổn nè. Ly này là có cái vị mát của nước dừa, thơm mùi sô cô la, có vị mặn mặn béo béo của kem. Rất là ngon. Và đây, đây là cái phiên bản ra ly của nó này mấy anh chị. À, phiên bản ra ly. Ở phần dưới là có nước dừa, cơm dừa. Hấp dẫn ha. Ở trên này là có kem, kem sô cô đây, kem sô cô rắc bột sô cô rất là hấp dẫn luôn. Và cách uống món này mình có hai cách: một là mình rạch miệng ly, mình rạch miệng ly mình uống nghiêng ly; hai là mình lắc đều lên mình uống đều được. Rồi, nếu ai mà muốn có công thức nước dừa tươi sô cô thì comment nước dừa tươi sô cô nha, comment nước dừa tươi sô cô để được chia sẻ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái phần thử món của Nhi. Thực ra lúc nãy là Nhi thử có ba thôi, nhưng mà trước đó là cũng thử nhiều lắm rồi á, thử nhiều lắm rồi, rồi sau đó lại góp ý về mặt định lượng để mà tiếp tục làm những cái phiên bản khác. Nói chung mình phải làm rất nhiều phiên bản thì mình mới biết là cái nào mới thực sự là ngon. Có những cái mình thấy ngon rồi nhưng mà mới ngon 8 điểm là mình cũng chưa chịu nữa, mình phải tiếp tục điều chỉnh đường, điều chỉnh bột vân vân để cho ra được một cái định lượng mà nói chung là nó ngon, mà gọi là ngon tê tái đó. Ở Học viện Vinpearl có một từ gọi là ngon ngon nhức nách đó, ngon tê tái đó, thì lúc đó mới được chốt công thức nha. Rồi thôi, comment nước dừa sô cô để được chia sẻ công thức. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.